đợt nắng nóng mới thì đang nhen nhóm quay trở lại Bắc Bộ, Trung Bộ từ ngày hôm nay. Một vài nơi ở Sơn La, Hòa Bình và vùng núi Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chiều nay sẽ cao trên 35 độ. Và sang ngày mai thì dự báo là Sơn La, Hòa Bình và vùng núi Thanh Hóa tới Quảng Ngãi sẽ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ. Hai ngày cuối tháng 5 thì nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ, trong đó Tây Bắc Bộ là vùng tâm nóng, nhiệt độ tăng lên 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Còn với Trung Bộ thì nắng nóng diện rộng có thể kéo dài ít nhất là đến ngày 2 tháng 6, tức là thứ Bảy tuần sau. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tại miền Trung, những vụ cháy rừng liên tiếp trong những năm qua đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. Người dân không chỉ mất rừng, mất sinh kế, mà ở những nơi khu vực bị cháy còn đối mặt với tình trạng xói mòn, sạt lở. Các địa phương thì đã nỗ lực trồng mới rừng, thế nhưng mà công tác này cũng gặp rất là nhiều khó khăn về kinh phí, nhân lực và phải mất nhiều năm nữa mới có thể phục hồi lại rừng được như ban đầu. Đây là vụ cháy rừng tại tiểu khu 90 xã Xuân Hồng và tiểu khu 92A thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đã có hơn 92 hecta rừng bị ảnh hưởng sau vụ cháy, trong đó có đến 67 hecta rừng bị thiêu rụi. Sau 4 năm, những dấu tích từ vụ cháy vẫn còn, nhiều cây thông cổ thụ vẫn không thể phục hồi được. Cơ sở thấy có nhiều cái khó khăn vướng mắc. Cái thứ nhất là về cái kinh phí để rồi phục hồi lại cái rừng này. Vì ngân sách cấp huyện thì lại cũng không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện, và đặc biệt hơn nữa là trong cái quá trình khi mà trồng sóng thì công tác chăm sóc bảo vệ hàng năm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Còn tại khu vực hồng nằm xã Sơn Châu và Sơn Lệ, huyện Hương Sơn, đã có hơn 100 hecta rừng đã bị thiêu rụi toàn bộ. Nhiều hộ dân được giao khoảng rừng rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Để tìm lại sinh kế, những hộ dân này buộc phải vay mượn ngân hàng để trồng rừng thay thế. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn. Cái khó khăn thứ nhất là về cái chi phí đầu tư trồng lại rừng đối với người dân là rất lớn. Quân bình một hecta rừng để trồng để phục hồi lại được sau 3 năm thì phải mất khoảng 30 triệu. Mà đối với người dân đó là một cái khoản tiền rất lớn. Cái thứ hai nữa là cái khó khăn nữa là cái rừng ở Hương Sơn thì trải rộng khắp cả địa bàn huyện, mà cái nguy cơ thì rất cao. Trong khi đó lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng thì rất mỏng. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có khoảng hơn 200 hecta rừng bị cháy, trong đó có hơn 5 hecta rừng bị thiêu rụi hoàn toàn. Tỉnh Hà Tĩnh đã trích gần 2 tỷ đồng để tiến hành trồng rừng thay thế và phục hồi những khu rừng bị cháy. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức của cộng đồng trong chung tay bảo vệ rừng. Bởi một khi rừng bị cháy thì phải mất rất nhiều năm rừng mới có thể phục hồi trở lại. Vâng ạ, nguy cơ cháy rừng thì sẽ còn đáng lo ngại hơn trong tuần tới khi mà nắng nóng sẽ quay trở lại, nhiệt độ lại tăng cao. Và để phòng chống cháy rừng thì bà con cần thường xuyên nạo vét kênh mương trong rừng và bìa rừng để trữ nước, không đốt nương lấy mật ong trong những ngày nắng nóng. Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Hiền với những lưu ý vừa rồi. Còn tình hình sạt lở thì tiếp tục diễn biến phức tạp tại đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều nhà cửa, tài sản của người dân tích góp trong nhiều năm đã sạt xuống sông. Và mới đây nhất là vụ sạt lở xảy ra tại hai huyện Châu Thành và Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Theo đó, điểm sạt lở bờ kênh ở huyện Châu Thành có chiều dài 21m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 5m, ước tính thiệt hại 20 triệu đồng. Trong khi đó, điểm sạt lở tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đã làm ảnh hưởng nhà phía sau của các hộ dân, ước tính thiệt hại 230 triệu đồng, nguyên nhân sạt lở do ảnh hưởng dòng chảy. Còn tại An Giang, vụ sạt lở xảy ra ngày 24 tháng 5 vừa qua đã khiến 4 cửa hàng buôn bán bị sụp xuống sông, đoạn qua xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú. Thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng. Trước đó đã xảy ra sạt lở liên tiếp tại huyện Chợ Mới. Sạt lở nghiêm trọng cũng xảy ra trên tuyến kênh Cần Lố, thuộc xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đáng lo ngại, tổng chiều dài đoạn kênh sạt lở lên đến 30m, ăn sâu vào đường nhựa 1,9m. Thời gian qua, tình trạng sạt lở cũng đe dọa đời sống của người dân ở Cà Mau và Long An. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sạt lở là khai thác các sông trái phép. Tình trạng này thì đang diễn biến phức tạp tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ. Và để ngăn chặn tình trạng này thì địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 43 vụ khai thác các sông trái phép, chủ yếu trên các tuyến sông Tiền, sông Cổ Chiên. Vì lợi nhuận lớn, các đối tượng trộm cát luôn tìm mọi cách để che giấu, đối phó với lực lượng chức năng.
Khi mà bị lực lượng của phòng cảnh sát môi trường bắt quả tang thì các đối tượng sẵn sàng mà nhận chìm cái phương tiện để mà gây khó khăn cho cái công tác xử lý về sau. Thời gian qua, lực lượng công an các cấp ở Vĩnh Long đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm góp phần đẩy lùi nạn khai thác cát trái phép. Lực lượng công an đó cũng thường xuyên đến để mà kiểm tra nhắc nhở chúng tôi về việc buôn bán khai thác, vị trí đậu và giờ giấc. Từ đó chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Để công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt hiệu quả cao, người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đến phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an tỉnh Vĩnh Long qua số điện thoại đường dây nóng 02703 552 666 để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Cả nước bắt đầu vào mùa du lịch hè, nhất là khi học sinh các cấp cũng vừa kết thúc năm học. Mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng gay gắt thì có lẽ nhu cầu du lịch biển đảo lại càng cao. Một vấn đề mà chúng ta luôn nhắc đến và rất đáng quan tâm thời điểm mỗi dịp hè về đó chính là nguy cơ đuối nước. Ngay trong tháng 5, mới là tháng đầu hè thôi, cũng đã ghi nhận liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm trên nhiều bãi biển. Trưa ngày 1 tháng 5, tại bãi biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, 4 học sinh đi tắm biển bị sóng lớn cuốn xa bờ, một em tử vong. Sáng ngày 4 tháng 5 tại Kiên Giang, hai vợ chồng người địa phương tắm ở biển Bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc thì bị đuối nước, người chồng không may tử vong. Tại Bình Thuận, đầu tháng 5 đã liên tục xảy ra 4 vụ đuối nước khi tắm biển, khiến 5 người tử vong. Tại Quảng Bình cũng có 2 vụ đuối nước, một vụ ngày 6 tháng 5 tại bãi biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. 5 thanh niên rủ nhau tắm biển thì chới giới giữa dòng nước, trong đó 2 người tử vong. Một vụ khác ngày 10 tháng 5 trên biển Nhật Lệ, hai học sinh bị cuốn ra xa bờ và bị nạn. Thời điểm xảy ra sự việc nằm ngoài giờ tắm biển theo quy định. Và mới chiều hôm kia, tại bãi tắm Thiên Đàng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một bé trai 8 tuổi đuối nước tử vong khi tắm biển cùng mẹ. Trận mưa lớn vào ngày hôm qua đã làm cho nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập cục bộ. Dự báo là mưa dông sẽ còn kéo dài đến hết tháng và trùng hợp với thời điểm là triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, từ hẻm ra đường đều ngập nước, tập trung ở các khu vực trũng thấp. Sau ngập nước, người dân còn phải đối mặt với tình trạng rác nổi đầy đường, gây khó khăn khi di chuyển. Lượng mưa ghi được vào ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh là vào khoảng từ 30 đến 80 mm, có nơi là trên 80 mm. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay đến hết ngày 29 tháng 5, Nam Bộ bước vào một đợt mưa lớn kéo dài. Ngoài đề phòng ngập úng, người dân nên hạn chế ra đường khi mưa to, tránh cây xanh ngã đổ. Trong hơn 10 ngày qua, trung bình mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm được khoảng 2,4 tỷ đồng tiền điện. Và đây là kết quả sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn trong mùa khô. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên nếu như việc tiết kiệm điện được thực hiện một cách đồng bộ hơn trong thời gian tới. Từ ngày 16 tháng 5 tới nay, thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm được 10,2 triệu kWh điện. Trung bình mỗi ngày tiết kiệm được gần 1,14 triệu kWh điện, tương đương với khoảng 2,4 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc thành phố thực hiện nhiều giải pháp trong nỗ lực đảm bảo cung cấp điện năng. Quán triệt đến cán bộ công chức thực hiện điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc của mình. Bên cạnh việc điều tiết cắt giảm toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng như mở đèn muộn và tắt đèn sớm hơn 30 phút, thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các cơ quan ban ngành hạn chế mặc vest và đồ trang trọng khi làm việc, dự họp để tiết kiệm điện. Việc tiết kiệm điện năng được ghi nhận không chỉ được áp dụng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các văn phòng công sở, mà còn được lan tỏa tinh thần cùng thành phố tiết kiệm điện đến các gia đình. Ví dụ như là ban công nhà mình mát như thế này thì mình rất ít khi là mở quạt, mình cứ ra ngồi ngoài ban công này này. Với lại đồ trong tủ lạnh mình cũng hạn chế mua nhiều đồ, mình không trữ nhiều đồ. Tại vì khi mà mình trữ nhiều đồ thì nó cũng sẽ rất hao điện. Với lại cả nhà mình thì mặc dù có hai máy lạnh nhưng mà thông thường là chỉ có một phòng hai đứa nhỏ là mở thôi. Đấy rồi ví dụ như trưa thì cả nhà sẽ chung vào ngủ chung một phòng.
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy thời gian qua đã có gần 9.000 khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp tham gia tiết kiệm điện. Đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh cũng vận động được hơn 792.000 hộ gia đình tham gia vào công cuộc tiết kiệm điện của thành phố.